là mấy bạn chỉ cần hai đam thôi nằm xuống hết. Các trận của 4 ngày trước các bạn cũng thấy là Ngami đánh rồi, họ né sát thương rất là kinh, chỉ cần hai kiếm thôi là nằm xuống liền, cho nên các Ngami đánh rất là cẩn thận. 20 giây bắt đầu hiệp 1 của Đường Môn và Ngami. Băng thần là Ngami, phụ hộ là Đường Môn. Ngami chụp trưởng, phụ hộ chưa xuất ra, phụ hộ vẫn chưa có đưa được bảo vũ, liên tục bị dính trưởng. Ngami vừa đánh vừa di chuyển, phụ hộ có vẻ là đang thất thế nhiều hơn. Việc bị băng sát liên tục không giúp anh ta đưa bảo vũ liên tục được, cho nên là không có khả năng để gây sát thương đam đột tử đối với lại Ngami. Nhưng mà Ngami cũng phải cẩn thận, khi mà họ bị bảo vũ cứa vô á rất là nguy hiểm, chỉ cần 2-3 sát thương dồn lên là sẽ lập tức rớt xuống. Thành đô trận đội băng thần đã giành thắng lợi chung cuộc trước phù hồ, vậy là hiệp 1 là Ngami đã thắng Đường Môn. Đây là lôi đài của Istha và Thiếu Lâm. Võ Đan trưởng đụng với lại Nga Thiếu Lâm đao. Thiếu Lâm bổng các bạn. Bất ngờ là tại vòng chung kết này, bạn Nam Đế bạn không đánh đao nữa, bạn chuyển qua bổng. Ở vòng loại ngoài mình đã có thấy một bạn là đệ nhất thần tăng, là cái bạn mà Thiếu Lâm mạnh nhất của các Thiếu Lâm, mà bạn ấy là hạt giống màu và bạn ấy bị loại rất là uổng. Bạn ấy quýnh bổng rất là mạnh, có thể là quýnh bổng có thể gây được đột tử chết đối phương, có thể là sau khi test thấy cái điều đó nên Nam Đế mới chuyển qua quýnh bổng. Istha Tương Dương thì Istha đã giành thắng lợi chung cuộc trước Nam Đế. Các bạn cho mình xin 1-2 phút để cập nhật kết quả. Để phát sóng cho tới chiều sau khi kết thúc giải. Mình là bình luận viên Mr. Bon, một trong những cũng có tham gia cho làm việc kỳ nhiều năm, cho nên mình cũng am hiểu chút xíu. Istha đâu lên đam, Nam Đế bị choáng lên thiên. Trận này không biết là Nam Đế sẽ quấn chiến thuật gì. Liên tục di chuyển áp sát bạn Istha, nhưng mà trên ngựa không xuống ngựa. Nam Đế đang liên tục bị choáng. Một pha lên thiên, quá chán luôn. Rồi đang gây đàm chán quá, có nghĩa là Nam Đế sẽ không ổn rồi.
Thành Đô thì băng thần cũng giành thắng lợi chung cuộc. Rồi các bạn cho mình 1-2 phút cập nhật kết quả rồi mình sẽ cho các bạn biết tình hình chi tiết. Mình đang đó, bạn này có đôi dài ghê quá, độ 40, 25 phòng thủ, 40 làm chậm luôn, hàng hiếm á. Chắc là trong cái võ lâm cộng thành chiến này chỉ có 3-4 hạt là có những cái trang bị xanh xanh lạ lạ này thôi. Nói chung là bạn Xa này là không còn gì, bạn không mát hết đó, cái gì bạn ấy cũng đủ hết rồi. Bạn thấy bao tay nè, đây là bao tay của võ đang kiếm. Nhưng mà bạn ấy đeo cái bao tay kiếm vô bính trưởng là bạn ấy lấy cái tạo thành thời gian choáng, để gây choáng nhiều hơn. Càng khôn cộng 3. Bạn ấy đang xài quân hàm là đại đô đốc, quân hàm này khá mạnh, quân hàm đây là cao nhất rồi. Đây có thể nói là trận quyết định là có là nếu như thi nhẫn là mất tiêu rồi. Thi nhẫn còn một phút nữa thì nhẫn out rồi. Nếu như bị out là bị sự thua nha bạn. Giây nếu như bạn cô bé rồ mà không quay lại kịp đấu trường là trận thứ nhất hiệp một bạn Xa để giành chiến thắng. Tại đấu trường bên kia thì Thiếu Lâm đang đấu với lại Đường Môn, mình nghĩ là chắc Đường Môn cũng khó thắng nổi Thiếu Lâm quá, khắc hệ mà. Còn nếu thắng đi nữa thì hai bạn ấy chỉ tranh vị trí hạng tư thôi. Hay quá, cô bé rồ đã trở lại rồi. 20 giây chính thức bắt đầu. Liệu Ista có tạo khoảng cách cho mình ở giải lần này hay là lại cho cô bé rồ một cơ hội để tranh giành vị trí võ lâm minh chủ 2019. Hai phát rồi các bạn, vừa choáng thi nhẫn vừa lên không kịp gì luôn, một cú ra skill một cái choáng một cái là nằm xuống liền luôn, quá nhanh luôn. Mình thấy thi nhẫn mở combat với mấy bạn kia, mình lại không cảm giác tại sao cô bé rồ phải đứng đó để bật cái chấn phái mình lên, mà tại sao không chạy vô góc bật chấn phái rồi đi ra lên bù điên để tấn công. Các bạn thấy một khoa như combat hơi bị lỗi hay sao đó. Mình qua đấu trường 2 các bạn. Hiệp 1 Xa sẽ đang dẫn trước 1-0. Hai phái này đánh rất là lâu luôn, tại vì hai phái thì đánh xa mà cái xuất chiêu cũng rất là khó, trong khi Đường Môn không dám đứng lại, tại vì Đường Môn mà trúng hai cái lưỡi đó thôi là nằm xuống liền. Mà bạn Phụ Hồ mà cứ mạnh quá thì phản đam chết, cái này mà rung tay là chết liền nha bạn, trúng hai cái lưỡi đó bay ra thôi là nằm xuống đó. Còn cứ Bảo Vũ mà giữ quá, cứ vô thẳng Thứ Lâm là phản đam cũng té luôn. Bạn Đường Môn này cầm cũng quá cứng luôn nè. Bạn ấy xứng đáng là đại diện cho Đường Môn có mặt tại vòng này á. Gặp người khác là nãy giờ chắc dính cái lưỡi đao nó mấy lần rồi. Bạn không trúng một chiêu nào hết. À, bạn ấy né liền. Nhưng mà bạn ấy rất sợ cái lưỡi đó. Tại bạn ấy biết là nếu mà để đường Thiếu Lâm, để cho bạn Thiếu Lâm mà bạn liếm hai cái thôi là mình nằm sấp, mà bạn Thiếu Lâm còn chơi áp sát liên tục nữa chứ cái lưỡi đao nó dễ bắt hai cái lắm đó. Bạn thấy là họ không đứng xa đâu, tại đứng xa thì cái tia này bay ra là thấy liền. Họ di chuyển đón đầu cái áp sát thả hai tia.
cái cách đánh như vậy mà Thiếu Lâm mà không đánh trúng được Đường Môn thì Đường Môn sẽ thắng đó. Tại vì nãy giờ mấy cái tia nhỏ nhỏ của bạn ấy mà ấy thả ra cũng gây được sát thương. Đó, bị độc nè, sát thương độc. Đó, dính cái bảo vũ nữa thấy không? Thiếu Lâm này không có sư tử hống hay sao đó. Hay một số khán giả xem thì góp ý Thiếu Lâm lên xuất sư tử hống là bạn này đứng lại chém chúng rồi. Ây da, mới trúng cái gì nhẹ nhẹ đó, vừa nói bật cái gì đó. Bạn này hay quá, bạn này né, né, né hay quá. Đi tới đi lui. Bạn ấy cũng lâu lâu đi chậm chậm để có thể lực nha bạn, ở trong cái đấu trường này đó. Mất thể lực á, nó lâu lâu đi chậm chậm lại rồi đi nhanh. Bạn để ý cái cây máu đó, đỏ đỏ hồng hồng ở trên á, mỗi lần mà Đường Môn đưa vô được năm đế một cái là mình cầm, bạn ấy lên khiên, bạn ấy lên khiên, bạn ấy muốn giết luôn, đưa vô một cái mình thấy máu của bạn phù hộ giật lại liền á. Rất là khó đánh chúng. Đao Thiếu Lâm bay chậm quá nên là khó đánh chúng nó luôn. Đó, hình như cũng có bị sư tử hống đó các bạn, lại choáng đó. Trận này kết thúc hết giờ rồi. Trời ơi, sát thương Nam Đế giành thắng lợi chung cuộc trước Đường Môn phụ hồ. Sát thương là trời ơi, xém hơn nhau có hai mấy ba chục điểm thôi bạn. Rồi có gỡ lại được không? Để đánh set thứ ba không thì mình không biết. Nhưng mà như vậy mình cũng thấy được rồi, ít tha họ mà chữ một cái mà bị choáng là có khả năng là nằm luôn. Cho nên là cô bé rồ vô hãy cẩn thận, không có cơ hội nhiều đâu. Nên đứng ngay giữa dựng khiên định lao vô thì mình nghĩ cái một cách đánh quá đơn giản, dễ bị đối phương mất bạc. Bạn cô bé rồ là đại diện cho Cù Thiên Nhẫn nha các bạn. Lên khiên.
Rồi bạn ấy đứng yên luôn. Rồi bạn ấy không có đánh rồi. Bạn bị gì đó lắc hay gì đó, đứng yên. Rồi, năm đấy giành chiến thắng chung cuộc giữa trận đánh rất kịch tính, tuy là khắc hệ nhưng mà cũng thấy được Ami rất mạnh mẽ, không dễ dàng ăn được Ami này. Trận 1, Ista đã giành thắng lợi trước Băng Thần. Ai sẽ ghi tên mình vào biên niên sử?
di chuyển liên tục, hai bạn di một pha chụp xuống nhưng mà Issa đã lên được to giọng. Issa đánh cũng rất là cứng, không đến nỗi là Issa đứng trong vòng ra. Rất là căng thẳng. Cơ hội hiện giờ là đang chia đều cho cả hai, nên hai bên đánh rất là cẩn thận. Một pha sẩy chân thôi sẽ lập tức mất chiếc vô địch. Một pha lên phiên xuất ứ của Võ Đan. Là X thắng lợi chung cuộc trước Văn Thần. Xin chúc mừng bạn Issa Võ Đan. Bạn giống như là bạn Dương Trùng Dương vậy đó, đại diện cho hệ thổ đang quan ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ 2019. Xin chúc mừng bạn Issa. Võ Đan đánh choáng quá, cả huy phát choáng là Nga Mi chịu không nổi, lập tức Nga Mi nằm xuống.